Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Amy Nguyễn, câu chuyện Nghiệp Chồng Vũ Phu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc xe bán tải nhỏ dừng lại trước ngôi nhà tường một lầu. An chạy xe máy chở Lệ theo phía sau. Hai người xuống xe hướng dẫn nhân viên vận chuyển khiêng từng thùng hàng vào trong nhà. An và Lệ cưới nhau đã 6 năm, dành dụm đủ điều, cuối cùng cũng có thể tậu được một tổ ấm nho nhỏ cho riêng mình, không cần phải chịu cảnh thuê phòng trọ. Tuy ngôi nhà này không quá lớn, còn ở khá xa trung tâm, nhưng được cái giá mua rẻ, lại nằm trong khu vực an ninh. Sau khi nhân viên vận chuyển rời đi, hai vợ chồng lần lượt khui từng đồ hàng, bắt đầu bày biện các vật dụng trong nhà. Lệ treo tấm mảnh cưới lên tường, đứng ngẩn người một lúc thật lâu, khóe mặt đột nhiên cay xè. Lệ và An là bạn học quen nhau từ những tháng ngày cấp 3, chính thức nói lời yêu khi bước vào giảng đường sinh viên và kết hôn khi cả hai đều tròn 26 tuổi. Sau năm qua, đôi vợ chồng sinh sống trong một căn phòng trọ chật hẹp, chỉ vòn vẹn có 10 mét vuông. Mặc dù rất thích trẻ con nhưng họ đã thống nhất khi nào mua được nhà thì mới nghĩ đến chuyện làm cha mẹ. Vì mục tiêu đề ra này, An và Lệ đã cật lực làm việc, chi tiêu rẻ xẻn suốt mấy năm trời. Đến hôm nay cuối cùng hai người cũng có thể sở hữu được một ngôi nhà của riêng mình. Tuy rằng phải vay ngân hàng thêm một khoản tiền mới đủ thanh toán toàn bộ chi phí, nhưng từ giờ không còn phải trả tiền thuê phòng trọ, lại được sống trong một không gian rộng rãi, An và Lệ cảm thấy hài lòng. An đi tới sau lưng của vợ, vòng tay ôm lấy eo của cô khẽ hỏi: sao tự nhiên lại khóc vậy chứ? Em cảm động thôi, em cứ tưởng đâu sau 40 tuổi mới mua được nhà chứ. An cười khì đáp: anh phải cố gắng xây dựng tổ ấm cho hai đứa mình càng sớm càng tốt, để còn được bế con chứ. Lệ xoay người choàng tay qua cổ của An, ngước đôi mắt âu yếm nhìn anh: cũng đã tới lúc chuẩn bị chào đón thành viên mới rồi chồng nhỉ. An gật đầu, cúi thấp người hôn lên đôi môi ngọt ngào của Lệ. An và Lệ cứ mãi lo thân mật mà không để ý trên tầng của ngôi nhà đối diện có một người phụ nữ trẻ tuổi đang nhìn chăm chăm về hai người. Gương mặt của cô ta có vẻ không vui, trên khóe miệng còn có vết bầm tím. Sắp xếp cửa nhà xong xuôi thì cũng gần tối, Lệ bắt đầu nấu hai tô mì trứng để cho hai vợ chồng ăn lót dạ. Cô bảo: hôm nay anh ăn tạm mì nha, mà em đi chợ mua đồ ăn, nấu một bữa đàng hoàng bù đắp cho anh. Anh gấp đũa mì lên thổi vài cái ăn một cách ngấu nghiến. Chỉ cần là vợ anh nấu, cái gì cũng ngon hết. Lệ phì cười rồi cúi đầu ăn tô mì đang còn bốc khói. Sau khi đã no nê, Lệ phân công anh đi vứt rác, còn mình thì rửa chén. An ra trước cửa vứt rác thì nghe tiếng động vang lên từ ngôi nhà bên cạnh. Tò mò, anh ngó mắt nhìn sang trông thấy một người phụ nữ tuổi trung niên đang cụi cặm quét sân. Dường như cảm nhận được ánh mắt của An, người phụ nữ ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nở một nụ cười: chào cậu, cậu mới dọn tới đây à? An cúc lịch sự chào lại: dạ vâng ạ, từ giờ chúng ta là hàng xóm, xin được giúp đỡ. Tôi là Lan, là giúp việc của gia đình này. À, tôi là An, cùng với vợ sống ở đây. Sau màn chào hỏi xã giao, bà Lan gật đầu chào An một lần nữa rồi tiếp tục quét sân. An quay người đi vào bên trong nhà. Lệ đã rửa chén bát, đang chuẩn bị lên trên lầu lấy quần áo đi tắm, thấy An bước vào thì ngạc nhiên: thùng rác ở ngay trước cổng, sao anh đi lâu quá vậy? À, anh chào người hàng xóm một chút. Vậy em đi tắm trước nha, nay em ngủ sớm, mai công ty có cuộc họp quan trọng lắm. Vì dọn tới khu vực xa trung tâm thành phố, cho nên đồng nghĩa bắt đầu từ bây giờ, quãng đường từ nhà tới công ty phải đi xa hơn. Thay vì trước khi thức dậy đi làm vào lúc 7 giờ hiện tại, thì phải trừ hao thêm một tiếng. Lúc An tắm xong đi vào trong phòng thì Lệ đã ngủ say, không muốn đánh thức vợ nên An rón rén đi lên trên giường. Nằm cách cô một khoảng, sau 6 năm ở bên nhau, cuối cùng hai vợ chồng cũng có được một cái phòng ngủ đúng nghĩa, chứ chẳng phải là một tấm nệm chạy ở góc phòng, chung quanh với bếp và nhà vệ sinh. An nhẹ nhàng xoay người nhìn Lệ rồi khẽ thì thầm: vợ yêu à,
Anh sẽ cố gắng hơn nữa để cho em có một cuộc sống tốt nhất. Nói xong thì An nhắm mắt. Anh không hề biết được rằng khi đó Lệ đã mở mắt nhìn anh rồi mỉm cười để hạnh phúc. Sáng hôm sau, An chở Lệ đến công ty, chiều đón cô về nhà như cách anh luôn làm trong 6 năm qua. Khi hai người ngừng xe trước cửa thì trông thấy nhà bên cạnh có khá nhiều người vây quanh, còn có cả công an ra vào nữa. Tò mò, hai vợ chồng tiến lại hỏi thăm thì biết nhà này bị trộm đột nhập. Chẳng những lấy đi hết tài sản còn giết sạch bà chủ nhà và người giúp việc. Suốt mấy ngày qua, con gái của bà chủ nhà liên tục gọi điện cho mẹ nhưng không thấy ai bắt máy, cho nên lo lắng chạy qua để tìm. Kết quả phát hiện hai thi thể người phụ nữ nằm trong phòng tắm, dưới sàn nhà toàn là máu. Theo như phán đoán sơ bộ thì họ đã bị giết gần một tuần, xác cũng đang dần phân hủy. Anh đứng nhìn cơ quan chức năng khiêng hai thi thể ra ngoài, đi theo bên cạnh con gái chủ nhà đang khóc nức nở, thất thần không nói nên lời. Nếu như người trong ngôi nhà bên cạnh đều đã chết cách đây một tuần, vậy tối qua người cùng anh nói chuyện là ai? Anh khều vai của một người hàng xóm rồi lắp bắp hỏi. Anh cho tôi hỏi, bà giúp việc nhà này tên gì? Bà ấy tên Lan. Ngay lập tức anh như bị sét đánh ngang tai, mặt mày tái mét. Lệ đứng bên cạnh cũng nhận ra thái độ lạ thường của chồng liền hỏi. Cái chuyện gì vậy anh? À, không có gì đâu, mình vào nhà thôi. Vì không muốn để cho Lệ lo lắng cho nên anh chọn cách che giấu đi sự thật. Anh đi thẳng lên trên lầu, thay bộ quần áo ở nhà rồi xuống bếp tính phụ Lệ nấu cơm. Nhưng ở đâu Lệ bảo rằng hôm nay muốn ra ngoài ăn tiệm. Chuyện không may xảy ra ở nhà hàng xóm ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai vợ chồng. Vốn dĩ hôm nay Lệ tính nấu một bữa tối lãng mạn để thưởng thức với An, nhưng giờ đây cô cũng không còn hứng thú. Chiều vợ An cũng gật đầu đồng ý. Khoảng 7 giờ anh chở Lệ ra quán phở ở đầu đường gọi hai tô đặc biệt. Trong lúc ăn, Lệ lên tiếng hỏi. Anh này, trước lúc mua nhà ở đây em đã tìm hiểu kỹ, khu vực này vốn nổi tiếng an ninh, sao mình vừa dọn tới đã xảy ra chuyện trộm cắp rồi giết người vậy chứ? Anh nghe vợ hỏi thì lập tức bị sặc. Lệ lấy khăn giấy để cho chồng nức, rồi nở một nụ cười trêu chọc. Anh từ từ thôi, bộ phở ở đây ngon lắm sao? Anh cầm khăn giấy lau miệng, ậm ừ muốn cho qua chuyện nhưng Lệ vẫn tiếp tục. Mà em cứ thắc mắc, chồng nó cũng chỉ muốn kiếm tiền, tại sao còn giết người chứ? Ai không muốn bàn luận chuyện vấn đề này cho nên đánh trống lảng. Mấy chuyện điều tra phá án bắt trộm để công an lo, mày chỉ cần đóng cửa cẩn thận là được em ạ. An cúi đầu ăn phở, Lệ thấy vậy cũng không hỏi nữa. Ăn xong hai vợ chồng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, sáng mai còn đi làm sớm. Lệ vừa nằm xuống giường đang ngủ ngay, nhưng An thì trằn trọc mãi không sao có thể chợp mắt. Hình ảnh của người phụ nữ tên Lan cứ liên tục lượn vườn trong đầu. Rõ ràng tương hôm qua anh đang cầm bà ấy, còn nói chuyện với bà ấy. Nếu lúc ấy bà ấy đã chết thì chẳng lẽ anh lại nhìn thấy ma? Anh nhìn sang Lệ trong lòng đầy lo lắng, anh nghĩ thầm trong bụng. Trước giờ vợ mình rất nhát gan, tạm thời mình đừng nói chuyện này với cô ấy, tránh làm cho cô ấy sợ. Anh thở dài một cách mệt mỏi, những tưởng sau khi mua được nhà thì cuộc sống của hai vợ chồng tốt hơn, nào ngờ sẽ ra chuyện này. Kéo chăn trùm kín đầu, anh cố dỗ mình vào giấc ngủ, không nghĩ ngợi gì thêm. Ở nhà đối diện, một người phụ nữ đang đứng bên ngoài ban công, ngửa mặt lên nhìn bầu trời mà nước mắt lăn dài. Bóng tối chậm chậm trôi qua. Mấy ngày sau đó không có bất cứ chuyện gì lạ xảy ra, An dần cảm thấy an tâm. Lệ cũng bắt đầu làm quen với những hàng xóm chung quanh. Dân cư ở đây hòa đồng thân thiện, không có để trò chuyện với nhau. Chỉ riêng mấy người ở ngôi nhà đối diện thì Lệ cảm thấy rất khó để tiếp cận. Một lần Lệ làm một số bánh quy mang biếu các gia đình lên gần, anh nhận bánh cũng đều vui vẻ cảm ơn. Mỗi ngôi nhà đối diện là từ chối nhận bánh vì lý do không ai ở gia đình thích ăn đồ ngọt. Thế Lệ trở về với một nét mặt không vui, An liền hỏi. Sao vậy em? Lệ đặt hộp bánh xuống bàn rồi đáp. Em đem bánh sang biếu nhà đối diện, bấm chuông được một lúc mới thấy một người phụ nữ ra mở cửa. Em chào hỏi rồi biếu bánh cho chị ta. Nhưng chị ấy bảo rằng nhà mình không thích ăn ngọt cho nên kêu em đem bánh về. Em còn chưa kịp nói gì chị ấy đã xoay người đi thẳng vào trong. Anh coi có bất lịch sự không? Người ta không nhận thì thôi,
Hơi sức đâu em bực cho mệt chứ. Bánh em làm ngon như vậy cứ để đó anh ăn cho. An cầm một bánh quê lên bóc một cái bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành. Lẽ thấy vậy thì bật cười. Cơn giận mới lúc nãy còn bừng bừng trong lòng bây giờ cũng nhanh chóng hạ xuống. Trên tầng lầu của nhà đối diện, một người phụ nữ nép sau tấm rèm đang đưa mắt nhìn chằm chằm sang nhà của An và Lệ. Cuộc sống của hai vợ chồng ở ngôi nhà mới bình dị trôi qua. Sau khi thân thiết hơn một chút với những người hàng xóm, Lệ bèn hỏi thăm chuyện về ngôi nhà đối diện. Lúc ấy Lệ mới biết được gia đình của họ có hai vợ chồng và một đứa con trai bị liệt từ nhỏ. Họ cũng chỉ dọn về đây trước Lệ vài tháng, sống khá là khép kín, rất ít khi chuyện trò với hàng xóm. Mọi người chỉ biết anh chồng tên Bảo, cô vợ tên Trinh, còn đứa bé tên là Cường. Trinh ở nhà làm nội trợ chăm sóc cho Cường, Bảo thì không biết làm nghề gì, chỉ thấy buổi sáng thường hay ở nhà, đến chiều tối mới ra ngoài, sáng hôm sau mới trở về. Lệ còn nghe được chuyện Bảo có tính vũ phu, thường xuyên thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Nhiều lần hàng xóm nghe tiếng chửi mắng của Bảo, tiếng khóc của Trinh, xen lẫn tiếng rời vỡ của đồ đạc trong nhà. Họ cảm thấy tội nghiệp cho Trinh, nhưng dù sao cũng không mấy thân thiết, lại là chuyện riêng của gia đình người khác, cho nên cũng không tiện nói chen. Mấy lần Trinh ra khỏi nhà đi chợ, mọi người đều nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt của cô. Lệ nghe kể xong thì chỉ biết thở dài. Cùng phần phụ nữ với nhau cho nên Lệ cảm thấy đồng cảm với Trinh. Cô nhớ lại cái ngày mình đang mang bánh quy sang biếu, gương mặt của Trinh có vẻ không vui. Cái đó Lệ chỉ cho rằng do Trinh khó gần, không thích người lạ cho nên mới có biểu cảm như vậy. Giờ nghĩ lại thì Lệ cũng biết được nguyên nhân sâu xa. Lệ bước ra cổng bất giác đưa mắt sang ngôi nhà đối diện. Cô nhìn thấy Trinh đang ngồi hóc mát với bé Cường ngoài sân. Cả người mẹ và đứa con đều trông có vẻ buồn bã. Trinh bất chợt ngẩng đầu lên phát hiện ra Lệ đang ngó sang nhà mình. Cô vội vàng đẩy xe lăn, đưa con trai vào nhà. Lệ thở dài đứng thêm một lúc nữa thì xoay người đi vào bên trong. Tới đó trong bữa cơm Lệ có đem chuyện của nhà đối diện kể cho An nghe. An không khỏi ngạc nhiên. Thời đại nào rồi mà còn giờ thói vũ phu với họ chứ, thật là... Mà tại sao chị Trinh lại cô đấm ăn xôi? Chịu đựng người chồng như vậy chứ. An gắp miếng thịt bỏ vào trong chén của Lệ rồi đáp. Chuyện nhà người ta, mày không biết hết được đâu em. Thôi ăn đi. An đã nói vậy cho nên Lệ không bàn luận gì thêm. Hai vợ chồng ăn xong bữa tối, xem tivi một chút rồi leo lên giường đi ngủ. Vì ngày mai là thứ hai, công việc nhất định rất bận rộn. Trên tầng lầu của nhà đối diện, Trinh đứng sau phía tấm rèm cửa sổ, nhìn chăm chăm về phía phòng ngủ của An và Lệ, vẻ mặt mang đầy nghĩ ngợi. Khuya đó cả khu phố vốn đang đắm chìm trong giấc ngủ thì bỗng dưng có một tiếng hét thất thanh vang lên, làm cho An và Lệ cũng giật mình tỉnh giấc. Hai người lật đật mở cửa đi ra ban công để xem đã có chuyện gì thì trông thấy một nhân viên vệ sinh đang ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt hoảng hốt, tay chỉ thẳng vào ngôi nhà vừa mới xảy ra án mạng cách đây không lâu, rồi lắp bắp nói: Ma. An và Lệ nhanh chóng xuống lầu để hỏi rõ tình hình. Lúc này các gia đình lân cận cũng bị tiếng hét làm thức dậy, lần lượt mở cửa ra ngoài. Chỉ riêng nhà của Bảo vẫn đóng cửa im lìm. An đỡ nhân viên vệ sinh đứng dậy rồi hỏi: Đã có chuyện gì xảy ra với anh? Anh nhân viên mặt mày tái mét, chỉ tay vào ngôi nhà bên cạnh An rồi thở hổn hển: Lúc nãy tôi đang thu xác nhìn thấy bà Lan, bà ấy đứng ở đây, vẫy tay cười chào, còn là một nụ cười rất là kinh dị đấy. Mọi người nghe vậy thì không khỏi kinh hãi. Bà Lan đã chết gần một tháng, sao nhân viên vệ sinh có thể nhìn thấy bà? Lệ nắm tay của An run rộng: Chồng à, có phải hồn ma của bà Lan hiện về không? An im lặng chẳng biết phải trả lời Lệ thế nào. Nếu bình thường anh có thể bảo rằng nhân viên vệ sinh nhìn nhầm, chồng cả hóa quốc. Nhưng mà chính bản thân anh cũng đã từng nhìn thấy bà Lan, thậm chí còn nói chuyện với bà, nên anh chắc chắn những gì người nhân viên nhìn thấy không phải là ảo ảnh. Bà Lan thực sự đã biến thành hồn ma và lượn vượn trước cửa ngôi nhà. Lúc này An mới kể ra chuyện mình từng gặp bà Lan. Mọi người trong khu dân cư đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều cảm thấy lo sợ. Nhất là Lệ, cô siết chặt tay của chồng, lấm lét quan sát ngôi nhà bên cạnh. Một người đàn ông lớn tuổi nhất lên tiếng, cũng là tổ trưởng ở đây:
Giờ chúng ta còn đứng đây cũng không giải quyết được gì. Thôi tất cả về nhà ngủ đi, mai mình họp tổ dân phố rồi bàn sau. Thế tổ trưởng nói có lý, cho nên mọi người ai về nhà nấy. Anh nhân viên vệ sinh cũng nhanh chóng thu dọn rác, lập tức đẩy xe rời khỏi. Trước khi bước vào cổng, Lệ vô tình ngước nhìn đối diện thì bắt gặp Như Trinh đang đứng trên lầu ngó xuống. Thế Lệ đã phát hiện ra mình, Trinh vội vàng đi nhanh vào trong nhà. Về tới phòng ngủ, Lệ lo lắng hỏi An: sao anh lại giấu em chuyện gặp ma? Anh biết em sẽ có phản ứng vậy nên anh không dám nói. Bây giờ anh tính sao? Tính gì? Chẳng lẽ anh bắt em phải sống chung với ma? Cái chuyện này cả khu phố đều cùng chịu, chứ có phải riêng nhà mình đâu. Để ngày mai họp tổ dân phố rồi tính. Giờ ngủ thôi em, sáng còn đi làm sớm. An nằm xuống giường chỉ ít phút sau đã chìm vào trong giấc ngủ. Còn Lệ trằn trọc mãi cũng không thể chụp mắt. Cô thức trắng cho đến khi mặt trời ló dạng. Lúc An thức dậy trông thấy vợ đã thay quần áo xong, ngồi trước bàn trang điểm thì liền đoán được cả đêm qua cô không hề ngủ. Anh đi tới sau lưng của vợ thở dài: em thức như vậy thì sức đâu đi làm. Em không ngủ được thì biết sao giờ. Em nghe lời anh, đừng nghĩ ngợi gì. Mọi chuyện đã có anh giải quyết. Nhưng bà Lan là ma, anh giải quyết thế nào? Anh biết bắt ma à? Ma thì sao chứ? Chúng ta không thù oán với bà ấy, cũng không phải là người giết bà ấy thì em sợ gì. Anh nghe bảo hồn ma chỉ có thể lằng vằng ở trần gian 49 ngày. Bà ấy đã qua đời một tháng, còn mười mấy ngày nữa thôi là trở về cõi âm. Em đừng lo lắng nữa. Lệ ngẫm nghĩ một lúc rồi thấy An nói cũng có lý. Ban ngày không làm việc trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Vợ chồng cô chỉ mới vừa dọn về đây, chưa từng làm chuyện gì mất lòng bà Lan, thì dẫu cho bây giờ bà có trở thành ma thì cũng không làm hại hai người. Lệ bây giờ nước mắt nhìn Lan rồi khẽ nói: em biết rồi, anh mau làm vệ sinh cá nhân đi, thay đồ rồi mình đi làm. Nghe Lệ nói như vậy, biết vợ đã thả lòng được phần nào, Lan liền đi vào nhà vệ sinh. 10 phút sau anh quay trở ra với bộ quần áo tươm tất. Lệ cũng đã trang điểm xong, nhìn chồng rồi bảo: tự nhiên em thèm bánh canh cá lóc quá, sáng nay mình ăn món này nha anh. Vợ muốn ăn gì thì anh chiều thôi. Hai vợ chồng xuống đầu. Trong lúc An dắt xe ra thì Lệ tìm địa chỉ quán bánh canh ở trên mạng. Sau đó hai chiếc xe ga màu đỏ nhanh chóng rời khỏi khu dân cư. Ngồi trên xe, Lệ vòng tay ôm lấy eo của An, hai người chuyện trò một cách đầy vui vẻ. Lúc này Trinh đang phơi quần áo trong sân, ngó mắt nhìn ra. Trong thế cảnh tượng này, cô chỉ biết nở một nụ cười buồn bã rồi tiếp tục làm việc. Chỉ cùng ngày hôm đó, sau hơn 8 tiếng vật lộn với mớ công việc, An và Lệ cùng về tới nhà sau 6 giờ rưỡi tối. Hai vợ chồng vừa ngừng xe ở cổng chưa kịp bước xuống thì người tổ trưởng đi tới: hai cháu sang nhà chú họp luôn nha. Vì cả đêm qua thức trắng cho nên hiện tại Lệ cảm thấy hơi buồn ngủ, cô liền đáp: một mình chồng cháu họp có được không hả? Cháu hơi mệt, cháu muốn ở nhà. À cũng được, mọi người đang đợi, tranh thủ nha. Chú tổ trưởng nói xong liền rời đi. An lo lắng hỏi Lệ: em mệt thế nào? Sao hồi nãy không có nói với anh, để anh tiện ghé tiệm mua thuốc cho. Em thiếu ngủ cho nên vậy thôi. Bây giờ anh sang nhà chú tổ trưởng họp đi, em dắt xe vào trong nhà nhé. Rồi lên trên phòng ngủ một giấc là khỏe ngay mà. Thôi mấy cái chuyện nặng nhọc đánh làm cho. An dắt xe vào trong nhà rồi quay sang nói với Lệ: em ngủ một chút đi, anh họp xong rồi chờ em đi ăn tối. An hôn nhẹ lên trán của Lệ một cái rồi rời khỏi nhà. Lệ bước ra đóng cửa lại. Chạy cô nhìn thấy Trinh đang đứng trong sân của nhà mình nhìn chăm chăm về mình. Lệ lịch sự nở một nụ cười với Trinh, rồi chuẩn bị sẵn tinh thần đối phương sẽ làm lơ mình. Thế nhưng không, hôm nay Trinh lại gật đầu chào hỏi Lệ. Cô còn mở cổng đi về phía nhà Lệ trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô. Trinh bấy giờ lên tiếng: chào chị. Chị dọn về đây cũng hơn một tháng, giờ tôi mới có qua chào hỏi chị, thật xin lỗi. Lệ kinh ngạc đến mức nhất thời không biết nên đối đáp với Trinh thế nào. Một lúc sau cô mới giả lả đáp: có gì mà phải xin lỗi, vợ chồng tôi ở đây lâu dài mà, chúng ta còn nhiều cơ hội làm quen. Hôm nay chồng tôi đi họp tổ dân phố, con trai cũng đi ngủ, tôi đang dành muốn tìm người chuyện trò. Tôi có thể vào nhà nói chuyện với chị một chút được chứ? Vốn dĩ hiện tại Lệ đang rất mệt, muốn nhanh chóng được lên phòng nghỉ ngơi.
Thế nhưng Trình đã mở lời như vậy, Lệ cũng không tiện từ chối. Vì lẽ Lệ cũng muốn làm quen với Trinh từ lâu, hy vọng có thể giúp được việc gì cô gái đáng thương này. Này cơ hội tốt tự tìm đến cửa, tất nhiên Lệ phải biết nắm mắt. Lệ mời Trinh vào trong nhà pha cho Trinh đi nước cam. Trinh ái ngại: chỉ cho tôi nước lọc được rồi. Lệ lấy ra thêm một cái hộp bánh bông lan nở một nụ cười rồi bảo: đến nhà là khách, chị đừng ngại, chúng ta vừa ăn vừa chuyện trò. Lệ mở hộp bánh ra mời Trinh, nhưng Trinh có chút ngại ngùng nên không dám đụng vào. Cô chỉ uống một ngụm nước cam, sau đó thì im lặng đảo mắt nhìn chung quanh. Bầu không khí dần rơi vào ngột ngạt, Lệ chẳng biết cô nên mở đầu câu chuyện như thế nào. Được một lúc, cuối cùng Trinh là người lên tiếng trước: chị có tin vào chuyện ma quỷ không? Sao chị lại hỏi vậy? Chuyện xảy ra hồi khuya hôm qua, chị cũng biết, nhân viên vệ sinh đã nhìn thấy hồn ma của bà Lan. Lúc này thì Lệ mới biết Trinh đang muốn đề cập đến chuyện gì. Cô bình thản rồi đáp: thật ra nói không sợ thì không đúng đâu, nhưng mà ma hay quỷ gì cũng vậy, chúng ta không làm hại họ, họ cũng không phá mình đâu. Vậy sao? Trinh bị liền nước cam lên uống một hơi cạn sạch, làm cho Lệ ngơ ngác. Để tôi pha thêm cho chị ly khác. Trinh lắc đầu đứng dậy: tôi xin phép về, lần sau mình lại nói chuyện tiếp. Ok, chị vừa qua không lâu, chị còn chưa ăn. Lệ chưa nói hết câu mà Trinh đã đi nhanh ra khỏi nhà. Dáng vẻ cô có chút gì đó sợ sệt, giống như đang chạy trốn thứ gì. Lệ ngồi yên nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người gì mà lạ lùng vậy chứ? Bà muốn qua nói chuyện với mình, nhưng ngồi chưa được nửa tiếng đã vội vã ra về. Lệ đứng dậy đóng cửa rồi lên phòng nghỉ ngơi. Bên ngôi nhà đối diện lúc này, Trinh hối hả vào trong ngồi phịch xuống ghế, ôm lấy đầu miệng không ngừng lẩm bẩm: phải làm sao đây? Có tiếng mở cửa phòng kèm với âm thanh của bánh xe đang di chuyển. Trinh ngước mắt nhìn lên trông thấy Cường đang nhìn mình chăm chăm. Cô liền ngạc nhiên: sao con không có ngủ đi? Cường lắc đầu đáp: con không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt con lại mơ thấy ông ấy đánh mẹ. Trinh đi tới ôm lấy con trai nghẹn ngào: chuyện của mẹ, mẹ tự giải quyết, con chỉ cần ráng ăn uống nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe là mẹ an tâm. Cường dựa vào lồng ngực của Trinh rồi thỏ thẻ: nếu không có sự tồn tại của con, có phải mẹ sẽ không bị trói buộc trong căn nhà này? Con đừng nói vậy, con chính là nguồn sống của mẹ, là hy vọng của mẹ. Chỉ cần vì con, chuyện gì mẹ cũng có thể làm. Cường nhắm mắt lại, những giọt nước mắt mặn đắng khẽ lăn trên cổ má trẻ thơ. Trình đưa tay xoa đầu của con trai, đôi đồng tử cũng sớm đã đỏ ngầu. Nhưng cô cắn chặt răng, cô không để bản thân phải bật khóc, bởi vì cô phải trở nên vững chãi, có như vậy mới có thể làm chỗ dựa cho con. Tiếng mở cửa vang lên, Bảo đi vào trong nhà trông thấy cảnh tượng trước mặt, hắn khó chịu bảo: tớ còn chưa chết, sao mặt mày của hai mẹ con chúng mày như đưa đám vậy? Bộ tính chủ éo tao à? Trình đứng dậy rồi thở ư nói: đi họp rồi sao? Thì mấy ông bà đã góp tiền mời thầy pháp đến siêu độ hồn ma, rảnh rỗi không có việc gì làm phung phí tiền bạc, mày nhớ là không có đưa tiền cho họ đâu. Tôi thấy mọi người tính như vậy cũng đúng, giờ chúng ta ở chung một phu khố, có chuyện gì thì phải cùng nhau giải quyết chứ. Bà tức giận vùng tay tát cho Trinh một cái thật mạnh, làm cho cô té nhào xuống đất. Hắn bấy giờ gần giọng: ai cho phép mày cãi lời tao vậy hả? Sao lại đánh mẹ thôi? Cường hét lớn. Bảo liền trừng mắt liếc nhìn Cường: mày dám hỗn láo với tao, tao đánh luôn cả mày đó. Bảo giơ tay muốn tát vào mặt của Cường. Trinh vội vàng ôm con rồi nhỏ giọng: anh bớt nóng đi, mẹ con tôi sẽ nghe lời của anh mà. Bảo thấy Trinh xuống nước năn nỉ thì cũng hạ hỏa. Hắn bỏ tay xuống đi xuống bếp tìm đồ ăn. Trinh nhanh chóng đẩy xe lăn đưa Cường về phòng. Cô bế con trai lên giường đắp chăn cho con rồi dịu dàng bảo: mẹ kể chuyện cho con ngủ nha. Cường lắc đầu đáp: con lớn rồi, không cần phải nghe mẹ kể chuyện mới ngủ được. Mẹ chỉ cần ngồi đây với con là được rồi, đừng có ra ngoài đó, kẻo ông ta lại đánh mẹ. Trinh đưa tay xoa đầu của Cường rồi buồn bã: người chung một nhà đâu thể trốn tránh cả đời được con. Con thả không có loại người nhà nó, mẹ có nghĩ như con không?
Trinh im lặng không nói gì, vì cô cũng chẳng biết phải trả lời con trai thế nào. Tận sâu trong thâm tâm, Trinh thực sự đang muốn được giải thoát khỏi cái cảnh ngục tù này. Nhưng tên khốn đó đã đe dọa cô. Nếu cô dám rời bỏ hắn thì hắn sẽ giết chết mẹ con cô, sau đó thì tự sát. Trinh không sợ chết, vì suy cho cùng thì chết cũng chỉ là sự cứu rỗi. Nhưng cô không sao có thể bảo làm hại Cường. Đối với cô, đứa con này chính là tất cả. Cô nợ con rất là nhiều, bởi sự sơ suất của cô mà đã khiến cho Cường cả đời phải ngồi xe lăn. Năm đó Cường chỉ lên 3, vẫn còn là một đứa trẻ có thể tự đi trên chính đôi chân của mình. Nhưng mà trong một lúc bất cẩn, Trinh đã để cho Cường chạy khỏi nhà và bị đụng xe. Tuy Cường may mắn giữ được tính mạng, nhưng sau này vĩnh viễn phải ngồi trên xe lăn. Là Trinh nợ con trai một cuộc đời lành lặn. Vì vậy dẫu hiện tại phải chôn chặt cuộc đời trong địa ngục, Trinh cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần cuộc được bình an, mạnh khỏe, trưởng thành thì có bắt cô chịu đựng thế nào cũng được. Bên nhà của Lệ lúc này, An cũng từ buổi họp tổ dân phố trở về. An vào phòng ngủ thấy Lệ đang ngủ say nên không đánh thức cô. An quay đầu xuống dắt xe ra ngoài để mua ngay phần bún bò Huế. Khi An về tới nhà cũng là lúc Lệ đã thức dậy. Cô vừa tắm đang ở trong bếp pha hai ly nước chanh. Nghe tiếng của An mở cửa, Lệ vội nói vọng ra. Em xuống nhà, không thấy xe đâu, biết anh đã đi mua đồ ăn. Anh mua gì vậy? An đi xuống bếp, giờ hai bình bún trong tay lên. Bún bò Huế, hồi chiều em nói em thèm đó. Lệ thấy chồng tinh ý như vậy thì mỉm cười hài lòng. Bây giờ em hâm lại bún nha, anh tranh thủ đi tắm, vợ chồng mình cùng ăn. An gật đầu xoay người đưa lên đầu. Lệ bưng hai ly nước chanh ra bàn, sau đó thì quay xuống bếp hầm nóng bún. Sau lưng của Lệ đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Ngỡ là An, Lệ cất giọng hỏi mà không xoay người lại. Anh tắm lẹ vậy, bộ chỉ xối nước thôi sao? Không có tiếng trả lời, Lệ liền tiếp tục. Sao lại im thế? Bình thường anh nói nhiều lắm mà. Vẫn không hề có tiếng trả lời. Thế làm lạ, Lệ quay đầu nhìn, nhưng lại chẳng nhìn thấy An ở phía sau. Cô liền thắc mắc. Ủa, mày nghe tiếng bước chân sao lại không có ai? Lệ giáo giác chung quanh một lần nữa, xác nhận không có ai thì mới xoay người lại. Sẽ tiếp theo, ba hồn bảy vía của Lệ lập tức bay tán loạn. Bởi đứng trước mặt cô lúc này là một người mặc bộ quần áo phi bóng màu trắng, loại dành cho các phụ nữ trung niên. Người nọ toàn thân đầy máu, ở dưới ngực còn ghim nguyên một con dao nhọn. Bà ấy nhìn chăm chăm vào Lệ bằng đôi mắt bất lực, miệng liên tục mấp máy như thể đang muốn nói gì đó với cô. Lệ nhận ra người phụ nữ này đó là bà Cúc, chủ của ngôi nhà bên cạnh, người vừa bị trộm giết chết cùng với bà giúp việc tên là Lan. Hôm tang lễ, Lệ có sang viếng nhìn thấy di ảnh của bà. Lệ tái xanh mặt mày, vội vàng lùi về đằng sau, lấy cái bình hoa trên bàn ném thẳng vào bà Cúc rồi hét lớn. Cứu, cứu tôi! Bình hoa xuyên thẳng qua cơ thể của bà Cúc rơi xuống đất vỡ tan. Bà Cúc lảo đảo tiến về phía của Lệ. Lệ hoàng hồn chạy ra phía sau tủ ngụt thụp xuống, hai tay ôm đầu kích động gào lên. Tôi có làm gì bà đâu, sao bà lại hiện ra hồ dọa tôi? Bà đi đi, đừng phá thôi mà. Bỗng một bàn tay của ai đó vỗ vào vai của Lệ khiến cô giật mình. Lệ hô hô tay loạn xạ, toàn hất bàn tay ấy ra khỏi người của mình. Tránh ra, đừng đụng vào tôi. Vợ ơi, em sao vậy? Anh đi mà. Nhận ra giọng nói của An, Lệ liền mở mắt, xác nhận người đang đứng trước mặt mình chính là chồng. Lệ lập tức nhào đến ôm chặt lấy anh rồi bật khóc. Anh à, em vừa thấy hồn ma của bà Cúc. Em ngồi xuống ghế đi, từ từ kể anh nghe nào. Lệ ngưng đầu nhìn về bếp, thì bà Cúc biến mất thì dần lấy lại bình tĩnh. Cô bắt đầu kể những gì vừa xảy ra cho An nghe. Lệ siết chặt tay của An run rẩy. Bà Lan hiện ra cho anh thấy, nay bà Cúc lại tìm đến em. Vợ chồng mình đâu có làm gì họ đâu, sao hai người họ lại cứ muốn theo phá tụi mình vậy chứ? An nhíu mày lấy làm khó hiểu. Anh cũng không rõ. Bây giờ anh tính sao? Em không muốn phải chung sống với ma đâu. Mọi người trong khu dân cư đã quyết định mời thầy Pháp đến siêu độ cho hai người. Em đừng quá lo, anh cũng đã nói rồi, sau 49 ngày họ không thể ở lại dương gian. Dẫu trong lòng còn nhiều bất an, nhưng chồng đã nói vậy, Lệ cũng đành gật đầu nghe theo.
cứ đảo mắt nhìn chung quanh ngôi nhà rồi thầm khán vái. Bà Cúc, bà Lan à, tôi biết hai người bị chết tức tưởi, nhưng oan có đầu nợ có chủ. Hai người hãy đi tìm những kẻ giết mình báo thù, đừng làm phiền vợ chồng tôi nữa. Lại hy vọng rằng những lời này của mình có thể đến được tai của bà Cúc và bà Lan. Khó khăn lắm vợ chồng cô mới mua được ngôi nhà này. Cô không muốn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi chưa kéo dài được bao lâu thì phải biến thành chuỗi ngày sợ hãi. Cô không đòi hỏi sang giàu, chỉ cần cầu xin một cuộc sống bình yên là đủ rồi. Cả khu phố nhỏ nép mình trong đêm trường tĩnh lặng. Có người trong lòng rối bời, có người thì bất lực bi thương. Ngày hôm sau là chủ nhật cho nên vợ chồng An và Lệ được nghỉ làm. Khoảng 10 giờ sáng đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng người huyên náo ở bên ngoài. Vợ chồng của An liền mở cửa bước ra thì biết chú tổ trưởng đã mời đến một vị pháp sư tuổi ngoài 50. Tóc trắng như cước, búi thành củ tỏi ở sau đầu. Chuyện làm phép siêu độ này chú tổ trưởng liên hệ với con gái của bà Cúc và được sự đồng ý, cho nên cô đã đưa chìa khóa nhà cho chú giữ tạm. Mọi người đang đứng tập trung bên ngoài nhà bà Cúc, nhìn thấy đi vào trong, An liền hỏi chú tổ trưởng. Ông thầy này giỏi lắm hả chú? Người tổ trưởng liền đáp. Thầy Huỳnh rất là nổi tiếng đó. Hôm qua sau khi họp tổ dân phố, tôi gọi điện cho thầy ngay. Thầy bắt xe đi xuyên đêm để lên đây. Lúc này thì thầy Huỳnh từ trong nhà bước ra, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Âm khí trong ngôi nhà này rất nặng, hai hồn ma ấy bị chết oan, mang nhiều lòng thù hận, không dễ gì siêu độ đâu. Người dân trong khu vực nghe thấy như vậy thì tái mặt, tổ trưởng liền lên tiếng. Vậy không còn cách nào hả thầy? Cách không phải là không có, nhưng giá hơi cao, không đủ 50 triệu tôi không làm đâu. Mọi người giật mình cùng nhìn sang chú tổ trưởng, chứ cũng tỏ vẻ khó xử. Chuyện này là của cả khu phố, không phải của riêng ai. Nếu cứ để tiếp tục hồn ma quấy nhiễu thì chúng ta đều phải sống trong sợ hãi. Chỉ bằng mỗi người chịu bỏ ra một chút để mua lấy sự bình an. Người dân suy nghĩ một lúc thấy tổ trưởng nói cũng có lý. Một trong số họ lên tiếng. 50 triệu không phải con số nhỏ, nhưng chúng ta có nhiều người, góp lại cũng không đáng là bao. Tổ trưởng liền mừng rỡ. Vậy là mọi người đã đồng ý, xin thầy tiến hành làm phép. An và Lệ không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Khu phố sẽ đề chuyện mỗi người phải chung tay giải quyết. Nếu từ chối không góp tiền, hàng xóm chung quanh nhìn vợ chồng hai người thế nào? Nhưng khổ nỗi họ vừa mua nhà, tiền tiết kiệm cũng không còn nhiều, giờ phải chi ra thêm một khoản ngoài phát sinh thì lại phải tiết kiệm ở những khoản khác. Nhìn về mặt không vui của Lệ, An đã đoán được tâm trạng của vợ lúc này. Anh nắm lấy tay của cô kề sát bên tai, nói nhỏ chỉ đủ cho cô nghe thấy. Không sao đâu vợ, đành ráng tìm thêm vài khách hàng kiếm lại số tiền này. Lệ cảm động nhìn An, bất kể xảy ra chuyện gì thì anh đều hiểu được suy nghĩ trong lòng cô và trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô. Tổ trưởng bên kia liền lên tiếng. Khu phố của mình có 15 hộ gia đình, không tính nhà bà Cúc thì còn 14. 50 triệu chia cho 14 là 3 triệu rưỡi, có lẽ mấy chục. Thôi tôi tính chẵn là 3 triệu rưỡi nha, thiếu bao nhiêu thì tôi bù vào. Mọi người nghe vậy thì nhanh chóng về nhà lấy tiền đưa cho tổ trưởng. Chỉ riêng gia đình của Bảo và Trinh không xuất hiện. Tổ trưởng đi tới bấm chuông. Hồi lâu sau Trinh đi ra mở cửa. Cô lấm nét nhìn tổ trưởng rồi hỏi. Có chuyện gì vậy chú? Mọi người trong khu phố đang góp tiền để thầy làm phép siêu độ cho bà Cúc và bà Lan. Còn mỗi nhà cô chỉ đóng tôi tới thu. Dạ. Trong lúc Trinh đúng túng chưa biết trả lời tổ trưởng thế nào thì Bảo đã từ trong nhà rồi hét lớn. Thu cái gì mà thu, cút đi. Lời nói quá đáng của Bảo làm cho tổ trưởng sững sờ. Sao cậu có thể nói được như vậy? Đây là chuyện chung của cả khu phố, gia đình cậu cũng phải có trách nhiệm chứ. Để nào sợ ma tự đi mà góp. Nhà thằng này không sợ, không góp gì hết. Bà nói xong thì đóng sầm cổng lại, kéo tay lôi Trinh vào trong nhà. Tổ trưởng đứng bên ngoài tức anh ếch trong bụng, có nhìn lắm mới không chửi thề. Người dân đứng bên nhà bà Cúc nhìn sang, anh ấy đều lắc đầu thở dài ngao ngán. Tính tình của cái thằng Bảo này tệ quá thôi. Tội cô Trinh thật, phải chịu đựng cái người chồng không ra gì. Tổ trưởng lững thững đi về phía mọi người bất lực. Nhà cậu Bảo không chịu góp tiền, chúng ta còn thiếu 3,5 triệu. Thầy Huỳnh nãy giờ nhìn mọi người bèn lên tiếng. Thôi, tôi bớt cho 3,5 triệu coi như làm phước.
Từ trường và mọi người nghe thầy Huỳnh nói vậy thì mừng rỡ. Từ trường bỏ tiền vào phong bì đưa cho thầy một cách kính trọng. Thầy Huỳnh mở ra đếm đủ số tiền, cất phong bì vào trong túi vải đeo trên vai. Sau đó thầy chậm rãi: "Bây giờ mọi người hãy về nghỉ ngơi đi. Từ tối hôm nay tôi sẽ ở lại trong ngôi nhà này để siêu độ cho hai vong linh. Sáng ngày mai họ sẽ không còn ở đây quấy nhiễu dương gian này được nữa." Được lời khẳng định của thầy, ai nấy đều mừng rỡ lần lượt quay vào nhà. Lệ quay sang rồi dụ An: "Chồng ơi, hôm nay em muốn đi xem phim." Những ngày qua Lệ phải chịu đựng quá nhiều nỗi sợ hãi nên An cũng muốn cô được thư giãn. Anh lấy điện thoại ra xem danh sách phim đang chiếu rồi quay sang hỏi vợ: "Anh đặt bộ phim hoạt hình này nha, thế mọi người review là vui lắm." "Ờ, cả phim xong anh với em đi ăn, dạo vòng quay Sài Gòn, đến chiều mới về chịu không?" Lệ nghe lịch trình ăn liệt kê thì mỉm cười tít mắt. Hai vợ chồng nhanh chóng thay quần áo dắt xe, chạy nhanh ra khỏi khu phố. Trình đứng trên lầu nhìn xuống dõi mắt nhìn theo chiếc xe của An và Lệ cho đến khi nó khuất dạng. Bảo từ đằng sau đi tới gần giọng: "Bộ thích thằng đó hay gì mà đứng nhìn hoài vậy?" Trinh nở một nụ cười chua chát: "Cậu là phận phụ nữ, sao người thì được nâng niu chiều chuộng, kẻ thì bị trả đạp rẻ khinh. Mày đang ám chỉ tao đó hả con kia?" Trinh không đáp lời của Bảo, chỉ nhăn mặt vì đau đớn. Bảo hung hãn đẩy Trinh xuống đất mắt trừng trừng: "Mày liệu hồn đó, biết điều ngoan ngoãn đừng có mà chống đối tao, nếu không tao giết chết cả hai mẹ con mày đấy." Bảo xoay đầu xuống đầu, bỏ mặc Trinh ngồi chết lặng dưới đất. Cô siết chặt bàn tay, cần xanh hiện rõ trên làn da xanh xao, răng cắn vào nhau cố gắng tiếng nức nghẹn ngào. An và Lệ trở về khi trời đã tối. Lúc dắt xe vào nhà họ nhìn thấy thầy Huỳnh bước ra, dán bùa vào cổng. Hai người lịch sự chào hỏi thầy, thầy cũng mỉm cười đáp lễ. Vì ngày mai là thứ hai, một ngày đầu tuần với đống công việc chất chồng, An và Lệ đi ngủ từ sớm. Nửa đêm Lệ khát nước nên thức dậy. Cô nhìn sang bình nước đang trên bàn gần giường thì thấy không còn miếng nào. Lệ đành phải xuống lầu uống nước. Vừa mở tủ lạnh thì đột nhiên Lệ nghe thấy tiếng động gì đó vang lên từ ngôi nhà bên cạnh. Lệ cảm thấy tò mò muốn ra ngoài xem, nhưng đúng lúc đó An bước xuống rồi hỏi: "Khuya rồi em tính đi đâu vậy?" "Em nghe thấy nhà bên cạnh có tiếng động, anh định ra xem." "Thôi, có khi thầy Huỳnh đang làm phép siêu độ đó. Em qua làm lỡ mất mấy chuyện của thầy thì khổ rồi." Thế An nói có lý cho nên Lệ quay vào bên trong. Để An uống nước xong, hai vợ chồng trở lại phòng ngủ một mạch tới sáng. Họ không hề biết được rằng vào lúc này, trong ngôi nhà bên cạnh đang xảy ra một chuyện vô cùng khủng khiếp. Thứ hai, có cuộc họp đầu tuần, An và Lệ đi làm từ sớm. Đến chiều họ trở về nhà thì tiếng hàng xóm tập trung rất đông trước cửa nhà bà Cúc. Ngỡ rằng thầy Huỳnh đã siêu độ xong cho hai vong linh, Lệ vui vẻ tiến lại hỏi tổ trưởng: "Chuyện hồn ma đã giải quyết xong rồi phải không chú?" Chú tổ trưởng đến đôi mắt còn chưa hết bàng hoàng nhìn Lệ rồi lắc đầu: "Thì cũng không biết." Lệ chưng hừng: "Sao vậy? Không phải thầy Huỳnh đã nói hôm nay siêu độ xong?" "Thầy Huỳnh, thầy ấy chết rồi." "Sao thầy Huỳnh lại chết? Mới tới qua cháu còn gặp thầy ấy." "Chuyện này tôi cũng không biết. Thầy bảo sau khi siêu độ xong sẽ tìm đến tôi, nhưng mà tôi đợi cả ngày hôm nay cũng không thấy thầy ấy, cho nên tầm chiều mới qua nhà bà Cúc tìm. Vừa vào nhà tôi đã thấy thầy ấy treo cổ chết bên trong. Công an cũng vừa đi thi thể thầy ấy đi." Lúc này tất cả đều bàng hoàng. Có người còn cho rằng chính hồn ma của bà Cúc và bà Lan đã giết chết thầy Huỳnh. An sực nhớ ra một chuyện liền hỏi: "Vậy số tiền mà chúng ta thì sao chứ? Có phải công an đang giữ không? Khi nào họ sẽ trả lại?" Chú tổ trưởng liền lắc đầu: "Không cánh mà bay." An liền nhíu mày: "Kỳ lạ, nếu thực sự là ma giết người thì lấy tiền để làm gì?" Lệ cũng cảm thấy giống như chồng. Là có khi nào thầy Huỳnh cũng bị trộm giết như bà Cúc và bà Lan hay không? Lời này của Lệ làm cho cả khu phố đều rùng mình. Mấy hôm tháng mà đã xảy ra hai vụ trộm tài sản làm cho ba người tử vong. Hung thủ còn chưa bắt được, hồn ma thì liên tục hiện ra để hù dọa. Nếu tình hình cứ như vậy kéo dài, e rằng mọi người không thể sống ở đây được nữa. Trong lúc hàng xóm đang bàn tán trước cổng nhà bà Cúc thì Trinh đứng lấp ló trên ban công, ngó mắt nhìn xuống. Gương mặt của cô có vẻ rất sợ hãi. Đêm qua trong lúc đang ngủ,
Trinh giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động bên ngoài phòng khách. Cô rón rén đẩy cửa đi ra thì trông thấy Bảo đang ngồi đếm tiền. Trên mu bàn tay của hắn còn có vết chảy xước dớm máu, giống như bị ai đó cào cấu. Lẽ nào... Ở ngôi nhà đối diện của vợ chồng An và Lệ, bầu không khí cũng đang dần trở nên ngột ngạt. Lệ trầm ngâm một lúc ngẩng đầu nhìn An. Anh này, liệu tiếng động hôm qua em nghe thấy có phải lúc tên trộm ra tay sát hại thầy Huỳnh không? Anh cứ không biết. Nếu lúc đó em ra ngoài xem thử, có khi thầy Huỳnh đã không chết. Biết Lệ đang có cảm giác tội lỗi, anh nắm lấy tay của vợ nhẹ giọng dỗ dành. Em cũng phải biết nói hắn ta là trộm. Nếu em ra đó biết đâu hắn sẽ làm hại luôn em thì sao? Chuyện xui rồi chẳng ai mong muốn cả. Đừng có tự trách mình, em không có lỗi gì trong chuyện này. Lệ cúi mặt cảm thấy tâm trạng tệ hại vô cùng. Tuy bảo ma quỷ đáng sợ, nhưng thật ra con người mới đáng sợ hơn. Hồn ma của bà Cúc và bà Lan tuy có nghiện về, thế nhưng chưa hãm hại ai. Ấy vậy mà tên trộm kia đã giết chết ba mạng người. Sắp tới chẳng biết hắn còn muốn giết thêm ai. Lệ đột nhiên nắm tay của An rồi khẩn thiết. Chồng à, em không muốn ở chỗ này, mình dọn đi được không? An liền sừng sốt. Nhưng mà mình mới mua ngôi nhà này chưa lâu, vẫn còn nợ tiền ngân hàng chưa trả xong. Em biết, nhưng an ninh ở đây không đảm bảo, em thực sự sợ lắm. Nhà bên cạnh mình vừa xảy ra án mạng, giờ có bán nhà sợ rằng cô không ai mua đâu. Lệ bất lực ôm đầu. Hay là vợ chồng mình có làm điều gì thất đức đâu, sao lại phải gặp những cái chuyện như vậy? Suốt cả tối đó An và Lệ gần như thức trắng, bởi trong lòng mỗi người đều có một nỗi lo nặng trĩu. Ở ngôi nhà đối diện, Trinh cũng không thể chợp mắt. Cô nằm ngước mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà như một bức tượng vô hồn. Đêm nay Bảo ra ngoài đánh bài, sáng mai không biết hắn sẽ quay trở về với vẻ mặt gì. Cười tươi vì thắng bài hay bực dọc vì nướng tất cả tiền vào chiếu bạc, sau đó đem vợ con ra để chút giận. Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng sau một đêm trường đầy mệt mỏi. Trinh rời giường chuẩn bị làm bữa sáng cho Cường. Đang loay hoay nấu ăn dưới bếp, Trinh nghe tiếng mở cửa rất mạnh, chứng tỏ là người đang vào rất tức giận. Có liền đoán được Bảo lại thua bài cho nên phát tiết lên cô. Đúng như những gì Trinh nghĩ, Bảo chùm lấy ly nước trên bàn ném thẳng vào lưng của Trinh. Cô nhăn mặt vì đau, nhưng không hé môi lên tiếng nào. Chỉ có âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên dưới đất. Bảo bây giờ liền quát lớn. Mẹ kiếp, cả 50 triệu mà thua sạch chỉ trong một đêm. Từ ngày cưới mày đời ta xui tận mạng. Vợ người ta thì phát ham, vợ nhà mình nhìn mặt mỗi lúc nào cũng trụ ụ như là đưa đám. Mà kể tiếng chửi rủa của Bảo sau lưng, Trinh im lặng nấu bữa sáng. Bởi cô biết chỉ có không nói gì thì mới ít chọc giận hắn. Nếu cô dám cãi lại, hắn sẽ lập tức lao sang đây, thường cẳng tay hạ cẳng chân lên người của cô có một chút thương tiếc. Cả người trong phòng hé ra nhìn vẻ mặt lấm lét. Những buổi sáng như thế nào cậu vốn đã quá quen thuộc, nhưng lần nào cậu cũng đều sợ hãi như vậy. An và Lệ dắt xe đi làm, nghe tiếng mắng chửi của Bảo, Lệ lắc đầu. Chồng như vậy không có còn hơn. An cũng đồng tình với Lệ. Thật là đàn ông là một người chồng thì phải có trách nhiệm chăm sóc bảo vệ vợ con. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, chứ không phải trở thành bao cát để đánh mày dâu chút giận. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng công an đến nhà bà Cúc điều tra, nhưng có vẻ như vụ án vẫn chưa có tiến triển gì. Họ dặn người dân phải đề cao cảnh giác, khóa chặt cửa nẻo mỗi khi đi ngủ. Ai nấy nghe xong thì cũng chỉ biết thở dài. Dù công an không dặn gì, mọi người cũng tự biết làm điều đó. Có vài hộ gia đình tăng thêm một lớp cửa sắt đặt bên ngoài hoặc đổi khóa vân tay. Điều mọi người quan tâm nhất lúc này là bắt được tên trộm, cắt đứt nguồn cơn nỗi lo lắng. Dạo gần đây hồn ma của bà Cúc và bà Lan không còn xuất hiện. Có lẽ cũng sắp 49 ngày họ đã đầu thai đi rồi cũng nên. Lệ cũng thôi hối thúc An bán nhà. Cô quyết định đợi thêm một thời gian. Nếu không xảy ra chuyện gì bất thường thì họ sẽ tiếp tục ở lại đây. Dù gì bây giờ giá nhà ở đây rất mạnh, bán ra chỉ có lỗ mà thôi. Một buổi tối nọ, Lệ đang ngủ thì bỗng nghe đường tiếng hét thất thanh vọng qua từ căn nhà đối diện. Cô bật dậy quay sang chồng thì thấy anh đã tỉnh giấc. Cô liền tiếng hỏi: anh có nghe thấy gì không? Anh liền gật đầu: anh nghe được một tiếng hét rất lớn.
Hai vợ chồng nhanh chóng chạy ra ngoài ban công, mở cửa nhìn sang nhà đối diện. Họ kinh hãi vô cùng khi phát hiện ra Trinh đang chạy ra ngoài sân, máu me đầy mình. Trinh ngẩng đầu nhìn vợ chồng An giơ tay lên cầu cứu. Những nhà bên cạnh thì cũng mở cửa nhìn ra, vẻ mặt ai nấy đều kinh hoàng. An quay sang bảo Lệ, mau gọi công an và cấp cứu đi em. Lệ lật đật chạy vào trong phòng mở điện thoại gọi công an. 15 phút sau lực lượng chức năng có mặt, cả khu phố sáng đèn. Mọi người tập trung ở nhà Trinh tò mò nhìn vào bên trong. Trinh được đưa đi cấp cứu, bảo nằm chết bên nhà với một con dao ghim thẳng vào lưng. Cường đang ngủ ở trong phòng, không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Tiền bạc trong nhà thì đều bị bay đi hết sạch, nghi ngờ có kẻ trộm đột nhập. Lệ hoảng sợ nói với An, tên trộm đó lại giết người rồi chồng ơi. Cả khu dân cư cảm giác bị sợ hãi nhấn chìm, ai nấy đều cảm thấy nơi này không còn an toàn để tiếp tục sống. Trong lúc Trinh nằm viện thì hàng xóm thay phiên nhau chạy sang nhà trông nom Cường. Trinh chỉ bị thương nhẹ nên cho ngày hôm sau đã xuất viện về với con trai và lo tang sự cho chồng. Theo như lời khai của Trinh thì đêm hôm xảy ra chuyện, cô đang nằm ngủ trong phòng, bỗng nhiên nghe được tiếng động đến bên ngoài phòng khách. Lúc cô bước ra đã trông thấy Bảo nằm ở dưới đất, trên lưng cắm nguyên một con dao. Cô định bước tới xem chồng thế nào thì chợt cảm thấy sau ót của mình đau nhói. Khi cô tỉnh lại, phát hiện mình nằm bên cạnh Bảo, khắp người dính đầy máu của Bảo. Qua hoảng hốt Trinh hét lên một tiếng thất thanh rồi bỏ chạy ra ngoài sân kêu cứu. Công an suy đoán rằng Bảo bị giết bởi vì đã nhìn thấy mặt của tên trộm, còn Trinh và bé Cường thì không nhìn thấy cho nên được hắn tha mạng. Trinh nghe vậy thì vội vàng đưa tay xoa không ngừng. Có lẽ trời cao thương xót, phù hộ cho mẹ con tôi. Sau khi lo đám tang cho Bảo, Trinh quyết định treo biển bán nhà. Dạo gần đây Lệ thường hay sang nhà chuyện trò cùng Trinh. Tối nay ăn tăng ca ở công ty, Lệ rảnh rỗi nên qua tìm Trinh tán gẫu. Giá nhà ở đây đang giảm mạnh lắm, bán nhà bây giờ rất lỗ. Trinh mang hai ly nước chanh ra bàn cười buồn rồi đáp, tôi biết chứ, nhưng mà kệ thôi, bán được bao nhiêu thì bán, tôi không muốn ở trong ngôi nhà này. Bán nhà xong chị định đi đâu? Tôi về quê ở với mẹ. Bà cháu có rau ăn rau, có cháu ăn cháo. Như vậy cũng tốt, không khí ở quê trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của cháu Cường. Trong phòng Cường đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ, Trinh lập tức đứng dậy. Chị đợi tôi một lát, tôi vào xem cháu thế nào. Để tôi vào giúp chị một tay. Trinh lắc đầu, tôi vào một mình thôi, cháu Cường hơi ngại người lạ. Lệ dừng bước đứng dậy nhưng nghe Trinh nói vậy thì ngồi xuống. Ngồi một mình trong phòng khách, Lệ nhàn rỗi quá nhìn ngó chung quanh. Ánh mắt vô tình ra vở kệ sách ở góc tường. Lệ đứng dậy tiến về phía kệ, cầm một quyển sách lên. Quyển này nghe review hay lắm nè. Lệ cầm quyển sách lên trở lại ghế, định xem thử vài trang trong lúc chờ Trinh trở ra. Nhưng cô vừa xoay người thì lập tức kinh hãi. Cuốn sách trên tay cũng rơi thẳng xuống đất. Bởi lẽ ở trên ghế sofa đối diện Lệ lúc này chính là Bảo. Hắn ngồi thù lù nhìn cô bằng một đôi mắt xám xịt. Lệ hét lên một tiếng thất thanh làm cho Trinh đang ở trong phòng cũng lật đật chạy ra. Trinh ngơ ngác, có chuyện gì mà chị la to dữ vậy? Lệ đưa bàn tay run rẩy về sofa, có. Trinh nhìn theo hướng tay của Lệ tỏ vẻ ngạc nhiên, ở đó có cái gì đâu. Lệ kịch liệt lắc đầu, cố gắng nói mãi được một câu rõ nghĩa. Không mà, là anh Bảo. Lúc nãy anh ấy ngồi ở đó. Chị nói gì, anh Bảo chết rồi mà. Chính vì anh ấy chết nên tôi mới sợ. Anh ấy hiện hồn về ngồi ở đây. Chị hoa mắt nhìn nhầm thôi. Hay là chị về nghỉ ngơi đi, khi khác lại sang chơi. Tôi không hoa mắt đâu, tôi rõ ràng nhìn thấy. Bé Cường đang đợi tôi trong phòng, lần sau chị qua nhé. Thế Trinh có ý đuổi khách, Lệ cũng không mặt dày ở lại. Cô chào Trinh ra về, Trinh đóng cửa lại sau đó nhìn chăm chăm vào ghế sofa, vẻ mặt ngày càng trở nên dữ tợn. Về phần Lệ, sau khi trở về nhà, cô suy nghĩ mãi về chuyện nhìn thấy hồn ma của Bảo. Tập trung đến nỗi An đi vào trong phòng ngủ, ngồi sát bên cạnh cũng không hay. An bất ngờ ôm chầm lên Lệ rồi cất tiếng. Nghe cái gì mà thẫn thờ vậy? Lệ giật mình rồi la lên. Làm em hết hồn, sao anh đi mà không có tiếng động vậy? Không phải anh đi không có tiếng động, mà là em tập trung quá nên không nghe thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Em lại nhìn thấy ma.
Là bà Cúc và bà Lan. Không phải. Lần này là anh Bảo. Anh ta có làm gì em không? Không. Lúc này em sang nhà nói chuyện với Trinh, trông thấy anh Bảo. Anh ta ngồi ở ghế sofa nhìn em chăm chăm mà thôi. Nhưng mặt của anh ấy ghê lắm, em sợ. Anh nghe được giọng của Lệ đang run rẩy, anh liền nắm tay của cô khẽ nói. Tạm thời em đừng có sang bên đó nữa. Lần đầu anh Bảo giống như bà Cúc mò sang nhà tìm em thì sao? Để mà anh đi thỉnh châm và lá bùa về rắn trong nhà. Nếu cũng không có tác dụng, cùng lắm bán nhà dọn đi. Nhưng mà bây giờ bán nhà lỗ lắm. Kệ, thả lỗ tiền còn hơn là suốt ngày sống trong sợ hãi. Anh hứa với em không để em chịu khổ mà. Lệ cảm động ôm chầm lấy An. Đừng gả cho một người chồng tốt như vậy, cô cảm thấy bản thân của mình thật may mắn. Trong ngôi nhà đối diện, Trinh đang dùng dao rạch nát cái ghế sofa. Nên lúc nãy Lệ nhìn thấy hồn ma của Bảo, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cút đi, đừng làm phiền mẹ con tao. Cường ở trong phòng cũng hé cửa nhìn ra, vẻ mặt đầy lấm lét. Nhà của Trinh treo bán hơn một tháng cũng không có ai đến xem. Hôm nay là 49 ngày của Bảo. Trinh dự định cúng kính xong, giờ bán được nhà hay không thì cũng dẫn con về quê. Trinh đang nấu đồ cúng dưới bếp, nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang. Cô giật mình, bàn tay cầm dao cũng thoáng run rẩy. Trong nhà chỉ có hai mẹ con, mà Cường lại ngồi xe lăn. Vậy thì người đang đi trên cầu thang là ai? Trinh cầm con dao chậm chậm tiến về cầu thang, lấm lét quan sát nhưng chẳng trông thấy gì. Tiếng bước chân lại vang lên sau lưng của Trinh, giống như đang từ bếp đi về phía cô. Trinh lập tức xoay người chĩa dao về để tự vệ, nhưng vẫn như cũ cô không nhìn thấy bất cứ ai. Nghĩ rằng mình thần hồn nát thần tính nghe nhầm, Trinh thở phào được một chút. Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì cô lại nghe thấy tiếng bước chân di chuyển trên đầu. Trinh cầm chặt dao chậm chậm tiến lên cầu thang một cách cảnh giác. Bốn bề đột nhiên im ắng như tờ. Càng đi lên Trinh càng cảm thấy lạnh. Bàn tay cầm dao của cô vô thức run rẩy. Cái tủ áo sau lưng Trinh bỗng nhiên phát ra âm thanh lệch cạch, giống như có thứ gì đó đang muốn chui ra ngoài. Trinh xoay đầu nhìn về tủ một cách cảnh giác. Cô tiến đến trước cửa tủ chĩa thẳng con dao, sau đó thì từ từ mở ra. Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Trinh bắt đầu mất bình tĩnh, cô đứng dậy ngó ráo rác chung quanh. Bên ngoài ban công lại vang lên tiếng động, giống như có ai đó đang cào vật nhọn vào lớp kính, nghe đến buốt tai vô cùng. Trinh đi phăng phăng tới cửa kéo mạnh tấm rèm, vẫn chẳng trông thấy bất cứ một điều gì. Lúc này từ dưới lầu chợt vọng lên tiếng hét của Cường. Trinh hoảng hốt chạy xuống cất tiếng. Xảy ra chuyện gì vậy con? Con nhìn thấy ba, ông ấy đứng đằng kia. Không sao được con, có mẹ ở đây, mẹ sẽ không để bất cứ ai làm hại con. Trinh đứt mắt nhìn về bếp, nét mặt ngày càng trở nên khó coi. Vẻ mặt sợ sệt lúc nãy biến mất, thay vào đó là một sự căm thù. Trinh cắn răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, mày đã chết rồi, vẫn muốn làm khổ mẹ con tao. Trinh cầm con dao trên tay đứng dậy xăm xăm về bếp, chém khắp loạn xạ. Mày có ngon mày bước ra, để chém chết mày lần nữa. Các rổ nguyên liệu thức ăn trên bàn bị Trinh hất đổ xuống đất, giọng cô đầy nghiến. Khỏi có cúng kiến gì hết, mày không có tư cách ăn đồ do tao nấu. Cường lo lắng khi thấy Trinh kích động như vậy, cậu đẩy xe lăn về phía mẹ. Mẹ, bình tĩnh đi. Kể lạ thay giọng nói của Cường khi chuyển vào tay của Trinh lại biến thành giọng của Bảo. Trinh quay lại nhìn Cường, con người long lên sầm sộc. Phản chiếu trong đôi đồng tử của Trinh lúc này không phải là dáng vẻ ngỏ nhắn ngồi trên xe lăn của Cường, mà lại là Bảo với toàn thân đầy máu. Trinh hoảng hốt vùng dao về phía của Bảo rồi quát lớn. Mày cút đi, hãy biến khỏi cuộc đời mẹ con tao. Thời điểm con dao chỉ còn cách cơ thể của Bảo động một găng tay thì bỗng có một giọng nói kinh hãi vang lên. Chị Trinh, chị đang làm cái gì vậy? Âm thanh đó làm cho Trinh tỉnh dậy. Cô nhìn thấy một lần nữa bàng hoàng nhận ra, ngay trước mặt cô lúc này không phải là Bảo mà lại là Cường. Lệ từ ngoài cửa chạy đến bên cạnh Trinh rồi lo lắng. Xảy ra chuyện gì vậy chị Trinh? Biết hôm nay cũng 49 ngày của Bảo, đúng dịp được nghỉ phép, Lệ sang nhà phụ giúp Trinh một tay. Nào ngờ vừa vào tới cửa để nhìn thấy cảnh tượng, Trinh giống như nổi điên muốn cầm dao đâm vào Cường. Trinh không trả lời Lệ mà chỉ đưa cặp mắt vẫn còn vương sự sợ hãi nhìn khắp chung quanh. Bỗng nhiên Trinh trông thấy bóng dáng của Bảo lấp ló ở cầu thang.
Hắn mỉm cười nhìn cô một cách bí hiểm, như thể đang muốn rủ cô chơi một trò chơi gì đó. Trình để mạnh Lệ ra, chụp con dao dưới đất, lao nhanh về phía cô Bảo chấm loạn xạ. Mẹ không ngừng mắng chửi: thằng chó, mày cút đi, mày cút đi. Lệ không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trong tay Trình hiện có con dao nên cô không dám xông lên, chỉ có thể đứng sau lưng mà khuyên: chị Trinh à, bình tĩnh, ở đó làm gì có ai. Không, là tên Bảo, hắn đang đứng ở đây. Lúc này Cường cũng đẩy xe lăn đến bên cạnh Lệ, cậu giơ tay nắm vào áo của Lệ. Cô à, lúc nãy trông nhìn thấy ba. Lệ cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé đang không ngừng run rẩy. Cô ngồi xổm xuống ôm Cường: đừng sợ, bà chỉ là nhớ gia đình về thăm, bà không làm hại mọi người đâu. Không đâu, bà quay về tìm mẹ để trả thù. Lệ sừng sốt nhìn Cường, nhưng có vẻ Cường biết mình lỡ lời. Lúc nãy cháu chỉ nói bậy thôi, cô đừng quan tâm. Nào ngờ Trinh ở bên kia đột nhiên hét lên: thằng Bảo khốn nạn, mày đừng hòng hù dọa tao, thật không còn sợ mày. Tao đã giết mày được một lần, không giết được mày lần nữa. Vì con trai tao, chuyện gì tao cũng có thể làm. Chị vừa nói cái gì? Anh bảo là do chị giết. Trinh quay lại nhìn Lệ, nét mặt biến sắc. Lúc nãy vì quá kích động cho nên cô không kiềm chế được lời nói, tự mình tiết lộ ra tội ác. Giờ đây Lệ đã biết tất cả, cô phải làm thế nào đây? Không được, nếu Lệ nói chuyện này ra ngoài mình sẽ mất tất cả, còn phải rời xa con trai. Mình phải bắt cô ta im miệng vĩnh viễn. Trong người của Trinh lúc này như con quái vật đang không ngừng vùng vẫy, y hệt cái đêm định mệnh của 49 ngày trước. Cô cũng mang theo tâm trạng như vậy, dùng tất cả sức lực đâm nhát dao chí mạng vào giữa sống lưng của Bảo. Khi hắn quay đầu nhìn cô bằng vẻ mặt bàng hoàng, ánh mắt ngập tràn kinh hãi, Trinh cảm thấy vô cùng sung sướng. Tên khốn trước mặt là người đã đẩy cô vào địa ngục, hành hạ cô suốt 13 năm ròng rã. Còn run xéo lắm cũng quằn, đến giờ phút này cô đã không còn chịu đựng thêm được nữa. Trinh cầm chặt con dao từ từ đi về phía của Lệ. Gương mặt của Trinh lạnh lùng như một tảng băng, đôi mắt lại ánh lên một sự hung hãn tột cùng. Lệ có cảm giác bất an run rẩy lùi về, hoảng sợ nói: Chị muốn làm gì? Chị đã biết quá nhiều, trên đời này chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Trinh bất ngờ lao nhanh vào Lệ. Lệ vội vàng xoay người bỏ chạy khỏi cửa, thế nhưng mà không hiểu sao cửa lại bị khóa chặt. Lệ cố gắng cách mấy cũng không thể mở ra, giống như có một thế lực nào đó đang ngăn cô rời khỏi ngôi nhà này. Kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy mình vào chỉ khép cửa thôi mà. Lệ không có thời gian để suy nghĩ quá lâu, bởi Trinh đã đuổi tới sau lưng cô với con dao sắc bén. Thời điểm Trinh nhào vào Lệ, Lệ nhanh chóng lách qua một bên, xoay đầu chạy thẳng về cầu thang. Vừa chạy Lệ vừa hét lên cầu cứu, mong sẽ có người nghe thấy. Thế nhưng không có bất cứ phép màu nào đáp lại sự mong chờ từ Lệ. Lệ chạy thẳng lên đầu chui vào một căn phòng rồi khóa chặt cửa từ bên trong. Trinh đuổi theo đến nơi, nhìn chăm chăm vào cánh cửa nhếch mép. Cô tưởng trốn vào đó an toàn à? Đừng quên đây là nhà tôi. Trinh xuống nhà tìm kiếm chìa khóa dự phòng, nghe tiếng bước chân rời đi, Lệ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô biết Trinh sẽ sớm quay lại, cô phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây. Trinh mở nhanh cửa sổ căn phòng, đưa mặt ra ngoài cố gắng hét lên. Nhưng cũng như lúc nãy, không có bất cứ hàng xóm nào xuất hiện. Kỳ lạ, mình la to vậy ít nhiều cũng phải có người tò mò chứ, chẳng lẽ không ai nghe được lời của mình. Lệ vẫn còn chứng nghĩ thắc mắc trong lòng thì bên ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch mở khóa. Bên Trình quay lại, Lệ hoảng hốt nhìn chung quanh tìm kiếm chỗ ẩn nấp. Nhưng trong đây ngoài cái tủ áo thì chẳng còn nơi nào, mà chui vào đó khác nào đã chui đầu vào giỏ. Ánh mắt của Lệ vô tình lướt qua chai keo xịt tóc trên bàn, cô vội chạy đến để chụp lấy cái chai giấu ra sau lưng, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang từ từ bị kéo để run rẩy. Trình bước tới, trên tay cầm một con dao bén ngót, lạnh lùng nhìn Lệ. Trình từ từ bước về phía Lệ cười khẩy: chỉ tưởng thoát được tôi. Lệ không nói gì, nhanh như cắt dư chai keo xịt tóc xịt thẳng vào mắt của Trinh, làm cho Trinh hét toáng cả lên. Trinh ôm lấy tay rồi mắt để bớt cay. Nhân cơ hội đó Lệ bỏ chạy khỏi phòng. Xuống lầu, Lệ lao tới cửa ra vào, phát hiện ra vẫn không thể nào mở được cửa. Lệ không thể nào leo lên cửa sổ,
vì nó hơi nhỏ so với cơ thể của cô. Lại muốn gọi điện thoại báo công an nhưng cô đã để quên điện thoại ở nhà. Quả bí bách lại đánh liều mở tung cửa sổ, tạo hiện trường giả rằng mình đã leo ra ngoài. Hy vọng Trinh không tinh ý đến nỗi nhận ra kích cỡ của cửa sổ không đủ để cho một người lớn liền đệ chui qua. Sau đó cô chui vào cây tủ bự dưới bếp nấp ở trong đó. Mọi hành động của Lệ Cường đều nhìn thấy từ đầu cho tới cuối. Thằng bé đưa mắt chăm chăm nhìn Lệ. Lệ đưa ngón tay lên trên miệng cầu xin Cường giúp đỡ cô giữ bí mật. Trinh lảo đảo xuống đầu, hai mắt hắn vẫn còn cay xè. Thấy cửa sổ mở ra, Trinh nhíu mày. Không lẽ cô ta đã trốn từ lối này? Trinh tiến sát quan sát một lúc, sau đó đảo mắt nhìn khắp chung quanh. Lúc quay sang con trai, Cường cứ lấm đét nhìn về bếp, thì Trinh liền nhếch mép rồi từ từ tiến vào bên trong. Trinh vứt con dao xuống đất, cầm lấy con dao lớn hơn trên kệ bếp, miết thật mạnh vào mặt bàn, tạo ra một âm thanh kinh dị vô cùng. Lệ đang nấp trong tủ hoảng sợ đến mức dùng hai tay bịt chặt miệng để không kêu lên thành tiếng. Vẫn với chất giọng trầm buồn, Trinh lên tiếng. Tôi vốn không định làm hại ai, tôi chỉ muốn một cuộc đời bình yên bên con trai, tại tên khốn đó ép thôi. Bước chân của Trinh ngày một đến gần tủ bếp, cô tiếp tục. Tên khốn đó rất vũ phu, mỗi khi thua bài hắn luôn đem mẹ con tôi ra chút giận. Vì con trai tôi đã nhẫn nhục suốt 13 năm, nhưng mà sau khi tôi biết hắn là kẻ giết người thì tôi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Lệ nấp trong tủ nghe rõ muộn một lời nói của Trinh, tim không ngừng run lên bần bật. Lúc này ánh mắt của Trinh đã tràn ngập oán hận. Nếu hắn chỉ là một kẻ vũ phu, tôi vẫn có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng không, bà Lan, bà Cúc, thầy Huỳnh đều do tên khốn đó giết. Hắn thua bài không có tiền trả nợ đã phải đi ăn trộm, bị phát hiện thì hắn giết người. Tôi làm sao có thể tiếp tục sống với hắn chứ? Lỡ một ngày hắn phát điên làm hại mẹ con tôi thì sao? Ngay tới đây thì Trinh giơ dao chém thật mạnh một nhát vào cái tủ nên Lệ trốn. Cửa tủ được bật mở, Trinh thò một tay vào túm chặt cổ áo của Lệ, lôi sành sạch cô ra ngoài. Lệ vùng vẫy chống trả nhưng không hiểu sao Trinh thoạt nhìn ốm mà lại có một sức khỏe kinh hồn. Dẫu Lệ cố gắng cách mấy không thoát khỏi tay của Trinh. Một tay đè chặt Lệ xuống đất, một tay giơ con dao trước mặt Trinh rít giọng. Để đảm bảo cho bản thân và con trai, tôi đành giết chết tên khốn đó, dàn dựng như một vụ vừa trộm vừa đột nhập. Hôm nay cô đã biết mọi chuyện thì cô phải chết. Lệ ngước đôi mắt đang ngấn nước nhìn Trinh, cô chấp hai tay lại ra sức van nài. Xin chị tha cho tôi, từ đầu con làm hại chị mà chị lại muốn giết tôi. Nhưng cô đã biết bí mật của tôi cho nên cô phải chết. Tôi hứa không tiết lộ ra ngoài, hãy tin tôi. Trinh nhìn chăm chăm vào Lệ như là một tên đao phủ đang quan sát con mồi, chợt lực được con dao xuống. Cô nhận miệng cười, nhưng nụ cười đó không lề làm cho Lệ cảm thấy dễ thở hơn, mà nó lại càng khiến cho cô lạnh toát. Trinh nhẹ nhàng di chuyển con dao đến khắp gò má của Lệ. Trên đời này chỉ có người chết mới giữ được bí mật thôi. Đối diện Lệ lúc này không còn là Trinh trầm nặng rụt rè của ngày thường, mà lại là một người đáng sợ. Đôi đồng tử của Trinh hẳn lên những tia máu đỏ rực, nét mặt lạnh lẽo không một chút cảm xúc, làm cho Lệ sờn cả gai ốc. Nỗi sợ hãi trong lòng của Lệ lúc này lớn hơn nhiều so với khi cô nhìn thấy hồn ma của bà Cúc hay Bảo. Giờ đây cô càng thấm thiết câu nói ma quỷ không đáng sợ bằng lòng con người. Bà Cúc, bà Lan và thầy Huỳnh chết vì sự tàn độc máu lạnh của Bảo. Bảo chết bởi nhát dao oan nghiệt không chút nương tay của Trinh. Suy cho cùng ma quỷ chưa làm hại con người, nhưng mà con người tự giết hại lẫn nhau. Giờ phút này khi mà con dao sắc lạnh của Trinh đang kề sát cổ, Lệ biết rằng mạng sống của mình sắp đến hồi kết thúc. Trinh một tay đè Lệ xuống đất, tay còn lại vung dao chuẩn bị chém xuống. Lệ biết mình không thể thoát khỏi tay của Trinh cho nên đành nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Nhưng cô chờ mãi không thấy lưỡi dao sắc nhọn cắm vào cổ của mình. Lệ tò mò mở mắt ra thì thấy Trinh đang đứng yên bất động, hai mắt trợn to nhìn sang bên cạnh. Cường đang giữ chặt lấy bàn tay cầm dao của Trinh, nước mắt lăn dài mếu máo. Mẹ đừng giết người nữa, con sợ mẹ lắm. Trinh sững sờ nhìn Cường, bàn tay đột nhiên run rẩy. Mẹ làm tất cả chỉ vì con, sao con lại sợ mẹ?
Mẹ của con không phải là người như vậy. Mẹ hiền lành, không làm tổn thương ai. Con không muốn tiếp tục nhìn thấy mẹ giết người. Con sợ lắm. Đến tận lúc này, Cường chưa thể quên được hình ảnh của đêm ấy. Cường đang ngủ thì nghe tiếng động lớn bên ngoài phòng khách, ngồi vào xe lăn ra ngoài xem thử. Cậu ngàn vạn lần không ngờ được rằng chứng kiến cảnh mẹ mình đâm chết cha. Trinh xoay tiếng mở cửa quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng hoảng hốt của con trai. Mặt không hề biến sắc, chỉ nhuền miệng cười. Không sao đâu con, mọi chuyện ổn rồi. Trinh đi tới bên cạnh Cường, chuỗi hai bàn tay dính máu vào quần áo. Mẹ đã giết chết tên ác quỷ luôn hành hạ mẹ con mình. Từ giờ chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Trinh nói xong thì bật cười mà không hề hay biết Cường ở trong lòng đang run rẩy. Cậu chưa từng thấy mẹ của mình đáng sợ như vậy. Trong tâm trí Cường, mẹ là một người phụ nữ hiền lành. Đã nhiều lần Cường muốn mẹ phản kháng lại cha, nhưng không phải bằng cách này. Một lần nhúng đôi tay vào máu còn chưa đủ, nay mẹ còn muốn tiếp tục. Cường không thể để mẹ gây thêm tội nghiệp. Cường nắm chặt bàn tay của Trinh, nước mắt lăn dài. Mẹ luôn bảo ba là ác quỷ, nhưng mẹ nhìn bản thân của mình lúc này, mẹ có khác gì ông ấy không? Trinh bị những lời của Cường làm cho sững sờ chẳng nói nên lời. Cô nhìn xuống con dao trong tay, đầu mắt của cô phần chiếu trên lưỡi dao sao mà hung tợn quá vậy. Ngay chính cô cũng không thể nhìn ra mình lúc này. Còn quái vật trong người của Trinh giống như bị phong ấn. Trinh hoảng hốt ném con dao xuống đất, đưa hai tay ôm đầu gào thét. Trời đất ơi, tôi làm cái gì thế này? Trinh bận khóc nức nở, từng giọt nước nóng hổi mặn đắng mang theo bao cảm xúc vỡ òa. 13 năm sống trong địa ngục trần gian, nhẫn nhịn chịu đựng để đổi lấy sự bình an của con trai. Trinh không hề nghĩ tới có một ngày cô dám cầm dao đâm chết chồng. Cả không dám tin rằng mình có thể vì che giấu tội ác, sẵn sàng giết thêm người vô tội. Có lẽ tận sâu mỗi con người đều có một con quái vật chỉ chờ đợi ngày thức tỉnh. Vượt trên cả ma quỷ, con người mới chính là sinh vật đáng sợ nhất. Trinh ôm chầm lấy Cường nghẹn ngào. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi. Cường gội đầu vào cổ Trinh nức nở. Đâu là con không thích ba, nhưng con không hề muốn ông ấy chết. Lệ lặng lẽ ngồi nhìn hai mẹ con ôm nhau không nói một lời. Một lúc sau Trinh buông Cường nói với Lệ. Xin lỗi chị, chị giúp tôi báo công an được không? Tôi muốn tự thú. Lệ gật đầu. Chưa đầy 20 phút, lực lượng chức năng có mặt áp giải Trinh đi. Trinh ngoái đầu nhìn về Lệ rồi khẩn thiết. Cháu Cường xin nhờ chị. Chị an tâm, trong lúc đợi bà ngoại của cháu thu xếp lên Sài Gòn, vợ chồng tôi chăm sóc cháu Cường. Cảm ơn. Cả khu phố lặng người nhìn theo chiếc xe chở Trinh dần khuất. Ai nấy đều không nén được tiếng thở dài, vừa thương cũng vừa tiếc cho Trinh. Trinh vốn là một người phụ nữ hiền lành, ngỡ rằng cả cuộc đời này cô không làm hại ai. Nhưng bị đối xử như động vật đủ lâu thì con người sẽ biến thành động vật. Trong suốt 13 năm, Bảo chưa từng xem Trinh là con người. Mỗi khi thua bài, hắn luôn chút giận lên Trinh, gây những tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Đến một lúc nào đó khi không chịu đựng, cuối cùng con quái vật trong Trinh cũng thức tỉnh và báo thù. Tại đồn công an, Trinh thành thần khai rõ tội ác của mình lẫn Bảo. Mọi chuyện chính thức khép lại, bao gồm cả ba vụ án mạng của bà Cúc, bà Lan và thầy Huỳnh. Bà ngoại của Cường cũng lên Sài Gòn đón cậu bé về quê. Kể từ lúc đó khu phố trở nên bình yên, không còn ai trông thấy hồn ma xuất hiện nữa. Lại đứng bên nhà nhìn qua ngôi nhà đối diện thở dài, An đi tới sau lưng vợ khẽ hỏi. Sao lại thở dài? Em tiếc cho Trinh. 10 năm tù giam thực sự quá dài. Cô phải sống với người chồng vũ phu suốt 13 năm. Thêm một phút suy nghĩ nông nổi, làm ra hành động sai trái. Tôi cũng đã niệm tình xử nhẹ cho Trinh. Nếu cô ấy cải tạo tốt thì sẽ được trả tự do sớm. Em cũng mong là như vậy. An ôm lấy Lệ thủ thì hỏi. Vợ của anh thật tốt. Người ta từng muốn giết mình vậy mà vẫn thương cho người ta. Em có biết khi anh công tác về, nghe được tin em suýt nữa bị Trinh chém, bà hồn bảy vía của anh lập tức bay tán loạn. Lúc đó em thực sự sợ. Nhưng cùng phần phụ nữ với nhau, em vẫn cảm thấy thương cho Trinh nhiều hơn. Chỉ là sai, giết người phải đền tội. Nói tới đây Lệ sực nhớ ra chuyện gì bèn hỏi An. Mà chồng này, tới giờ em vẫn chưa hiểu tại sao bà Cúc, bà Lan hiện ra cho vợ chồng mình thấy, mà lại không nói cho mình biết ai đã giết họ. Cả Bảo nữa, em cũng từng gặp hắn,
nhưng hắn chỉ im lặng nhìn em. Cái này anh cũng không rõ. Sau đó được một người quen giới thiệu, hai vợ chồng tiến đến một bậc thầy đồng tên Mùi, đem thắc mắc này hỏi. Bà nhìn hai người một lúc từ tốn đáp. Sở dĩ hai người có thể nhìn thấy hồn ma là vì vía của hai người nhẹ. Nhưng mà không phải hãy nhìn thấy ma đều có thể giao tiếp. Nếu người nào đó có thể dễ dàng chuyện trò với ma thì thế gian này đã hỗn loạn cả rồi. Bà Mùi lấy ra hai lá bùa đưa cho An và Lệ rồi cẩn thận dặn. Nếu không muốn bị hồn ma quấy nhiễu, hãy mang theo cái này bên mình. Người mà tiếp xúc với ma nhiều quá không tốt đâu. Hai vợ chồng làm đúng theo lời dặn của bà Mùi. Và kể từ đó, họ không còn nhìn thấy bất cứ một hồn ma nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.